Anh, em pha cà phê cho anh này. Chuẩn đen không đường mà anh thích nhá. Đây là việc của em à? Mà anh đâu có thích đen đá không đường đâu. Bỏ đi. Anh bị làm sao vậy? Việc chăm sóc anh là việc của em. Em không muốn giúp việc làm thay em. Còn sở thích của anh trước giờ vẫn vậy. Sao bây giờ nói không thích là không thích ngay được? Em thấy từ khi cưới nhau về, anh trở nên lạnh nhạt với em hơn đấy. Anh thấy em bận bịu vất vả, quan xuyến chuyện công ty mà lại còn phải lo cho anh nữa, nên anh mới hành xử như thế thôi. Anh làm em buồn rồi, anh xin lỗi nhá. Tuy là vất vả nhưng mà em thích mà, nên anh đừng lo nhá. Được rồi, đưa cà phê đây anh uống cho. Em đi nấu cho anh món gì ngon ngon đi. Có ngay. Tao sắp không phải chịu đựng cái mặt mày nữa rồi. Thế nào con, chuyện con giải quyết đến đâu rồi? Con đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ đây rồi. Con không thể nào mà ở bên cạnh cô ta được nữa. Hằng đêm ngủ bên cạnh cô ta, con chỉ thấy kinh tởm thôi. Con có chút tình cảm nào với cô ta đâu. Con cố gắng chịu đựng một thời gian nữa. Đến đây là mẹ con mình sắp sửa thành công rồi. Cố gắng con. Mẹ thì lúc nào cũng muốn con phải bình tĩnh, lúc nào cũng bắt con phải chịu đựng. Nhưng mà con và mẹ muốn thành công nhanh hơn thì phải dùng cách khác. Bây giờ cho người xử lý cô ta đi. Hoặc là một cái chết bất đắc kỳ tử, hoặc là cô ta bị bệnh mà chết. Như thế thì cô ta sẽ đau đớn, mà con thì thấy vừa lòng hả dạ hơn. So với con ấy, mẹ đã phải chịu đựng 30 năm nay rồi. Đang nghĩ cái tài sản cơ ngơi này thuộc về con, nhưng mà có mẹ con Vân xuất hiện, đằng mẹ nó lấy hết cả của mẹ con mình rồi. Bà ta là mẹ anh Thắng á? Chẳng phải anh Thắng là trẻ mồ côi à? Họ đang lên thuyết âm mưu gì nhỉ? Bây giờ này, con phải lấy lại tất cả, từ tiền tài lẫn tình cảm. Cái chết về thể xác ấy thì nó dễ dàng, nhưng mà phải để nó dằn vặt, đau khổ, tự nó chết dần chết mòn. Con hiểu chưa? Đấy mới là cao tay. Mẹ đúng là cao tay thật đấy. Thôi thì dù sao con cũng đang sống sung sướng trong ngôi nhà. Con sẽ cố gắng nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng tiếp vậy. Mà mẹ cũng phải kiếm cho con vài em chứ. Con làm sao mà sống chung một con vợ già quái thai như thế này được? Ôi, chuyện nhỏ con không phải lo. Sao không thấy nói gì nữa nhỉ? Con kia, mày là tay chân của con Vân phải không? Cô đã nghe được những gì rồi? Nghe qua câu chuyện của hai người thì cháu cũng cảm thấy hứng thú và muốn được là một phần của kế hoạch. Cô nói vậy là có ý gì? Chúng tôi thì làm gì có kế hoạch nào? Thế thì để em nhắc lại nhá. Mẹ con anh muốn diệt trừ cô ta đúng không? Và đó cũng là điều mà em muốn. Người mà con tìm kiếm bao lâu nay đang ở trước mặt con đây này. Đấy là mẹ chưa biết thôi. Cô ta là bạn thân của vợ con, và cô ta vừa chứng kiến tất cả những gì mẹ con mình nói với nhau. Bây giờ cô giải thích sao? Bởi vì nó có tất cả rồi. Cả anh nó cũng có. Em đã phải chịu đựng nó biết bao nhiêu lâu nay rồi. Còn về tình cảm của em dành cho anh, anh không nhận ra, coi như là cũng qua mặt được nó rồi. Vậy thì cô giúp gì được cho chúng tôi? Cháu biết được cái Vân nó yêu anh Thắng là thật lòng. Thế nên ý, anh chỉ cần chịu khó dỗ ngon dỗ ngọt nó, quan tâm đến nó, thì đến ruột gan nó cũng sẽ lôi ra cho anh. Em sẽ giúp anh mua thuốc bổ dễ đậu thai cho Vân. Anh chỉ về dỉ tai với nó rằng là chịu khó ở nhà chăm sóc sức khỏe. Còn việc điều hành công ty thì cứ để anh lo. Cô nói cô yêu tôi, nhưng mà lại để cho cô ta có bầu, như thế là hỏng rồi. Nó là thuốc bổ dễ đậu thai thôi, còn bên trong có cái gì thì ai mà biết được. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có mang công việc về nhà cơ mà. Em uống chén thuốc này đi, đây là bạn anh giới thiệu cho đấy. Em uống thuốc này sẽ giúp em tăng khả năng đậu thai. Anh bận như thế mà lại còn lo thuốc thang cho em nữa. Em cứ uống đi, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh mà. Thực sự thì anh rất mong vợ chồng mình có con trong thời điểm này. Trai hay gái đều được, nếu mà sinh đôi thì càng tốt. Anh không muốn vợ anh phải đau thêm lần thứ hai. Chỉ tiếc là cơ thể em khó có con. Em đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ rồi. Em xin lỗi. Không sao, chính vì thế anh mới muốn em uống hết 10 thang thuốc này đi. Chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Mình phải có niềm tin em ạ. Dù sao thì anh vẫn là người ở bên cạnh em cơ mà. Nhưng mà anh không đồng ý việc em làm việc quá sức đâu nhá. Hay là thế này,
em chuyển giao quyền điều hành công ty cho anh. Anh muốn em thư thả đầu óc, như thế thì con mới dễ dàng đến với vợ chồng mình được. Cảm ơn anh. Anh lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho em thôi. Được, em sẽ bàn giao công việc cho anh quản lý. Đến lúc đó đừng có bận mà bỏ bê vợ con đấy nhá. Em cứ yên tâm ở anh. Bây giờ thì uống thuốc đi. Cần gì phải uống đến 10 thang. Thuốc đắng quá hả em? Đắng đến mấy thì em cũng uống hết. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải lui về để lo gia đình con cái. Mà tôi tin anh Thắng sẽ đảm nhiệm tốt vị trí này. Đến lúc ấy bà phải hỗ trợ tốt cho anh ấy, giống như hỗ trợ cho tôi đấy nhá. Bà còn phải lo nữa à? Có bà là tôi yên tâm nhất. Mà từ mai bà chuẩn bị bàn giao hết giấy tờ cho anh ấy nhá. À, bây giờ tôi có việc phải đi. Tôi đi trước nha. Đi đi. Bây giờ thì em có thể tha hồ tác oai tác quái ở trong công ty này rồi nhá. Anh nhớ là phải trả công em hậu hĩnh đi nhá. Cháu cũng cảm thấy hứng thú và muốn được là một phần của kế hoạch. Cần gì phải uống đến 10 thang. Bây giờ thì em có thể tha hồ tác oai tác quái ở trong công ty này rồi nhá. Thái độ của hai người chứng tỏ chuyện này đã từng rất lâu đúng không? Anh Thắng, anh ấy đã chán ngấy mày rồi. Tao chỉ đang giúp cho mọi thứ trở nên mới mẻ hơn thôi. Những gì cần thấy cô đã thấy cả rồi. Tôi không muốn giải thích với cô nữa. Cô muốn nghĩ sao thì tùy. Anh là chồng tôi, còn cô là bạn thân nhất của tôi. Tại sao hai người lại làm ra trò khốn nạn như vậy? Tại sao? Tao chờ ngày này đã lâu rồi. Tốt nhất ý, nếu như mày biết điều thì tao còn để cho anh Thắng về nhà với mày. Còn nếu không ấy thì đừng có mà trách. Thật kinh tởm. Cuối cùng con trai mẹ cũng trở thành chủ tịch. Chờ mãi mẹ con mình có ngày hôm nay đấy. Hoan hô. Chúc mừng anh đã trở thành chủ tịch. Chúc mừng mẹ chồng sớm đã hoàn thành được tâm nguyện. Mẹ, cô ta hóa điên rồi à? Nhưng mà chủ tịch cũng chỉ là chủ tịch giả thôi. Cô ăn nói liên thuyền cái gì vậy? Giấy trắng mực đen rõ ràng ghi tên tôi là chủ tịch cơ mà. Ba cái giấy tờ giả, anh nghĩ tôi không làm được sao? Cái gì? Cô đừng có ăn nói hàm hồ. Giấy tờ này là chính tay Ngọc làm cho tôi. Làm sao có chuyện giả được? Nhờ lòng tham quá độ của hai người cho nên là tôi đã có cơ hội giúp bạn tôi một phen đấy. Vân, bà không sao chứ? Cô đến đây làm gì? Cô đến để xem tôi thảm như thế nào sau khi hai người cắm cho tôi một cặp sừng dài sao? Cô cút đi. Bà nghe tôi giải thích đã. Chuyện là... Khốn nạn. Là tôi đang giúp bà đấy. So với con ấy, mẹ đã phải chịu đựng 30 năm nay rồi. Đang nghĩ cái tài sản cơ ngơi này phải thuộc về con. Nhưng mà có mẹ con Vân xuất hiện, đâm mà mẹ nó lấy hết cả của mẹ con mình rồi. Nếu như mà hôm đấy tôi không tương kế tựu kế thì cả tôi với bà đều gặp nguy rồi. Thuốc bổ mà bà uống là chính tay tôi mua đấy. Và nói dối hắn ta nữa. Mẹ con hắn ta quá độc ác. Năm đó bà ta chỉ là người giúp việc của gia đình tôi thôi. Sau 5 lần 7 lượt dụ dỗ bố tôi vào chồng, bị bà nội tôi phát hiện và bị đuổi đi. Và sau đó bố tôi gặp mẹ tôi và nảy sinh tình cảm. Vậy mà bây giờ bà ta lại đổ hết tội lỗi lên đầu mẹ con tôi. Không sao đâu. Tôi có món quà cho bà. Đây là những giấy tờ quan trọng của công ty. Bà cầm lấy. Nếu đã vậy thì tôi sẽ cho mẹ con hắn ta tội nguyện. Con khốn này! Bảo vệ đâu? Xách cổ hai con này ra ngoài. Bà gọi bảo vệ á? Bảo vệ chỉ nghe lời một mình tôi thôi. Cái gì? Xin chia buồn với mẹ con hai người. Game over.